Nếu như mà bạn không có nhu cầu sử dụng mạng xã hội TikTok và bạn muốn ẩn cái tài khoản của các bạn đi, và người khác thì sẽ không thể nào mà tìm thấy cái tài khoản TikTok của các bạn được nữa khi mà các bạn đã ẩn toàn bộ cái trang TikTok cá nhân. Video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ ẩn toàn bộ trang TikTok cá nhân và người khác sẽ không thể nào tìm thấy trong quá trình mà các bạn ẩn. Và sau này thì khi nào các bạn muốn kích hoạt lại thì các bạn sẽ tiến hành làm mở ẩn tài khoản TikTok nha. Để làm được điều này thì đầu tiên các bạn sẽ mở ứng dụng TikTok ở trên điện thoại của các bạn lên và chọn là phần là hồ sơ. Ở trong phần hồ sơ này, các bạn sẽ chọn ở phần ba dấu gạch bên góc bên phải của màn hình. Tiếp tục chọn ở phần là cài đặt và quyền riêng tư. Trong phần cài đặt và quyền riêng tư này, các bạn chọn ở phần đó là tài khoản. Ở trong phần tài khoản này, nó sẽ có cái mục là hủy kích hoạt hoặc là xóa tài khoản. Các bạn chọn vào. Ở đây nó sẽ có hai mục đó là hủy kích hoạt tài khoản và xóa tài khoản. Thì khi mà các bạn chọn với cái chế độ là hủy kích hoạt tài khoản thì không một ai có thể nhìn thấy tài khoản của bạn, bao gồm tất cả những nội dung được lưu trữ trong tài khoản đó. Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản và khôi phục lại toàn bộ nội dung bất kỳ lúc nào. Thì cái tính năng này nó cũng tương tự như là cái tính năng tạm khóa tài khoản ở trên Facebook hoặc là Zalo. Và các bạn có thể là chọn là phần là hủy kích hoạt tài khoản. Lúc này các bạn chọn là phần là hủy kích hoạt tài khoản. Rồi, sau đó thì các bạn cần phải xác minh tài khoản Google của bạn, các bạn chọn là phần là tiếp tục. Ở đây thì các bạn sẽ chọn một cái tài khoản Google để xác minh. Và lưu ý cái tài khoản Google này chính là cái tài khoản mà các bạn có thể sử dụng để thay thế cho tài khoản TikTok. Ở đây thì mình sẽ sử dụng tài khoản Google để đăng ký tài khoản TikTok, cho nên là mình sẽ chọn cái tài khoản Google. Rồi, sau khi mà mình đã xác minh xong tài khoản Google thì ở đây nó sẽ có cái mục là hủy kích hoạt tài khoản, mình chọn là phần là hủy kích hoạt tài khoản và nó sẽ hỏi mình lại một lần nữa là bạn có muốn hủy kích hoạt tài khoản hay không thì mình chọn là phần là hủy kích hoạt. Rồi, như vậy là mình đã hủy kích hoạt được thành công. Bây giờ thì các bạn thấy là nó đẩy mình ra ngoài và trong cái phần hồ sơ này mình chưa đăng nhập vào. Đó, nó sẽ ghi là chọn tài khoản này. Ở đây mình đã thoát ra ngoài và các bạn có quyền là xóa cái tài khoản này. Đó, và nếu như mà sau này các bạn muốn kích hoạt lại thì các bạn sẽ tiến hành là đăng nhập vào và sử dụng kích hoạt lại như bình thường. Thì với cái cách này thì các bạn hoàn toàn có thể là ẩn được cái tài khoản TikTok của các bạn và không ai có thể tìm thấy được.